Rồi, ok. Xin được giới thiệu đến với các quý vị khán giả một mẫu tinh thể thạch anh trắng, chất đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Đây nó gồm một chùm tinh thể, các tinh thể gắn kết với nhau lại thành một miếng thạch anh trắng nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Thạch anh là một trong những cái loại đá mang lại nguồn năng lượng tốt, tích cực cho sức khỏe, trí tuệ của con người. Trong phong thủy, thạch anh còn giúp cho gia chủ tăng thêm vượng khí, tích tụ tài lộc và mang lại nhiều cái điều may mắn cho người dùng. Đây là một mẫu thạch anh hoàn toàn là thiên nhiên tự nhiên. Nó có kích thước bề ngang là 8 cm và chiều cao là 14 cm. Có khối lượng của đá nặng là 1,4 kg. Viên này nó có kích thước chiều sâu rất chi là mỏng. Và hiện cái mẫu thạch anh này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 400.000 đồng. 400.000 đồng. Quý vị có thể giao dịch với tôi bằng hai hình thức. Một là chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship toàn quốc. Hai là nếu thu hộ thì phải trả dùm cái phí ship cho bên bưu điện. Khi khách hàng thu hộ thì chúng tôi sẽ có hai vấn đề. Một là có một số bác là bom hàng, không trả tiền đơn. Hai là chúng tôi phải mất thêm cái phí thu hộ nữa. Nên nếu bác nào mà không có điều kiện chuyển khoản trước được thì phải chịu cái phí ship hộ cho shop chúng tôi. Ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp, đá phong thủy tự nhiên mà kênh của tôi hàng ngày sẽ giới thiệu đến cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.